Số đỏ của Vũ Trọng Phụng, chương 20. Xuân tóc đỏ cứu quốc, xuân tóc đỏ vĩ nhân, nỗi buồn của ông bố vợ không bị đấm. Tuy giá vé vào cửa là 3 đô la hạng bét, số công chúng buổi sáng hôm ấy cũng trên 3.000. Sân quần Rolando Caron của Hà Thành bữa ấy thật đã ghi được một chỗ rẽ ngoặt cho lịch sử thể thao. Người ta đồn rằng có rất nhiều người hâm mộ vì đến chậm, không mua được vé, bèn hóa ra phấn uất và chết một cách rất thể thao, nghĩa là tự tử dần dần bằng thuốc phiện không có giấm thanh hút vào phổi. Cụ Cố Hồng, ông Văn Minh, bà Phó Đoan, ông Tuyết Phờ Nờ và nhiều người khác đều đã chán nản lắm vì bà Văn Minh đã đại bại về giải quần vợt phụ nữ bản xứ. Tuyết cố làm cho ông bố đỡ buồn, kêu rằng cái phần danh dự của gia đình cũng còn có cơ cứu chữa được vì mọi người còn hy vọng vào Xuân. Lúc ấy trên sân quần đường có hai cô đầm đương tranh cái giải vô địch phụ nữ Pháp nên những người của hiệu Âu Hóa đứng xem cũng không sốt sắng mấy. Trên khán đài, ngồi giữa những vị quan chức văn võ cao cấp của ba chính phủ, công chúng thấy rõ từ trái sang phải. Quan toàn quyền, quan thống sứ, đức vua nước nhà và Vraja Dofik, vua Sim. Tùy vận Âu phục, vua Sim cũng đội cái mũ bản xứ bằng kim ngân châu bảo trông như một cái tháp cao vì nó có đến 9 tầng gác, cứ lên cao thì lại nhỏ lại, một thứ biểu tượng của cái nước có 1 triệu con voi. Đằng sau nhà vua, một viên quan hầu Đức và một viên quan hầu Nhật, tỏ ra rằng nước Xiêm đường tiến bộ mạnh mẽ trên đường tự lập. Và nhà tài tử Luang Prabhon, quán quân quần vợt Simla, cũng ngồi sau đấy, tỏ rằng đấng thiếu quân của nước Triệu Tượng cũng sẵn lòng khuyến miễn thể thao. Lại nữa, nếu ai tinh ý thì cũng thấy rằng mấy ông trị sự Tổng cục Thể thao Bắc Kỳ lúc ấy đường lò sốt vó, đường hóa điên hóa cuồng vì giờ tranh đấu cái giải chung kết đã sắp đến rồi mà vẫn chưa thấy mặt hai nhà quán quân cũ Hải và Thụ ở sân. Làm thế nào bây giờ? Tổng cục đã phái rất nhiều người đi sụp sạo khắp bốn phương trời để họ phải lục lọi cho ra hai cái ông quán quân bí mật ấy, nhưng vô hiệu quả. Chính gia đình của hai ông cũng kêu không biết hai ông đi đâu từ đêm hôm trước. Làng thể thao nhôn nhao lên, kẻ ngạc nhiên sửng sốt, người lo sợ kinh hoàng. Không ai biết rằng lúc ấy hai ngài vẫn còn nằm trên cái xà lim có nhiều rệp ở căn phòng đề bô của nhà Securité. Chính sở mật thám mà cũng lại không biết nốt, vì có bao nhiêu nhân viên đều chia nhau đi hộ giá ngoài phố cả. Người ta chưa có người và chưa đủ thì giờ xét căn cước và hỏi cung hai kẻ bị bắt kia nữa. Và tổng cục kết luận rằng đó chính là một sự phá hoãn, một cuộc phản trắc, một vố chơi xỏ lại tổng cục. Cũng như cái thói, cái thông bệnh của những nhà thể thao có danh tiếng xưa nay. Sau cùng, tổng cục đành phải cứu chữa sự sai hẹn của mình trước công chúng, trước ba chính phủ, bằng cách mời nhà quán quân quần vợt Simla, Luang Prabhon ra thử tài với Xuân tóc đỏ. Tiếng loa vừa vang lên xong, công chúng vỗ tay hoan nghênh tức khắc, vì rằng tài nghệ của Hải, Thụ và Xuân thì người ta đã nhiều lần được mục kích rồi. Nhưng thiên hạ chưa ai được biết cái tài của Luang Prabhon, nhà quán quân Simla. Công chúng Pháp Nam lại còn được rất hài lòng vì cho rằng sự tổng cục không đề cử Hải và Thụ mà lại chỉ cắt Xuân là một người chưa chiếm quán quân năm nào thì đó chính là một cử động kiêu ngạo rất kín đáo vậy. Cho nên ta không cần phải xét đến cái sung sướng của Văn Minh, ông bầu, khi ông này được ban trị sự của tổng cục trịnh trọng nói rằng người của ông được đại diện cho Hà Thành để giữ cái danh dự cho tổ quốc trước nhà vô địch Xiêm. Công chúng luôn luôn vỗ tay hoan hô Xuân. Còn trên khán đài, đương vua Xiêm đã lộ ra mặt rồng
tất cả sự thịnh nộ của vị thiên tử Thế Thiên Hành Đạo ở cái nước có hàng triệu con voi. Thật là một tiếng sét, vì sự thua kém của tài tử Vọng Cát là rõ rệt quá. Và ở xét đầu, Xuân Hà Thành được 6-1. Đức vua nước nhà, quan toàn quyền và quan thống sứ cũng đều băn khoăn lắm. Vì nếu Đông Pháp nhân đó mà được danh tiếng về mặt thể thao thì đối lại, về mặt ngoại giao có thể rầy rà, lôi thôi, tha nôi, đó là cái lợi hại thiên nhiên, đích đáng của mọi sự trên cái thế gian này. Đến xét thứ nhì, công chúng thấy Xuân đánh uể oải, hình như chấp bên địch. Ông bầu Văn Minh rất lấy làm lo. Kết quả 5-7. Những người không nông nổi thì đều hiểu ngay đó là Xuân để dành sức. Mấy giờ đầu ở xét thứ ba, tỏ rằng hai bên cùng căng hết sức. Tuy Luang Prabhon đã trổ ra hết tài năng mà cũng không lấn át được Xuân. Đến lúc trọng tài hô 15-30, trông tài tử của mình đã nắm phần thua, vua Xiêm tức thì lôi trong túi áo bảo ra cái bản đồ Ấn Độ China đã do chính phủ Xiêm vẽ lại, tức là bản đồ nước Xiêm cũ có bờ cõi ở núi Hoàng Sơn. Ngài ngắm nghía cái bản đồ mà không nhìn ra cuộc đấu nữa. Viên quan hầu Đức và viên quan hầu Nhật đều cùng ghé tâu một cách thì thào. Dưới sân, đám công chúng Pháp Nam ngây thơ, vô lo vô lự, vẫn vỗ tay rầm rộ để ủng hộ Xuân. Viên trọng tài luôn miệng hô Karang, Karang ta, Kavang ta vesvis, Avang ta de o. Sự hồi hộp của mọi người là không thể tả được. Cho nên đám bách tính quần dân kia không biết rằng giữa lúc ấy đức vua nước nhà, quan toàn quyền và quan thống sứ đã đưa mắt nhìn nhau. Rồi ông giám đốc chính trị Đông Dương sau khi ghé tai nghe một hiệu lệnh của quan toàn quyền tức thì bỏ khán đài chạy xuống sân đi tìm ông bầu của Xuân tóc đỏ. Văn Minh rất cảm động khi thấy vị thượng quan ấy của chính phủ mời mình ra một chỗ vắng hấp tấp trị tai đại khái như thế này. Chính phủ Bảo Hộ và chính phủ Nam Triều cử bản chức đến nhờ ngài một việc tối hệ trọng có quan hệ mật thiết đến vận mệnh của đất nước. Nghĩa là bản chức yêu cầu ngài phải bảo ngay tài tử của ngài phải nhường, phải thua nhà vô địch Xiêm ngay đi. Tùy mất cái danh dự thắng cuộc, các ngài sẽ được chính phủ bù cho bằng những cái khác một cách rất hậu hỷ. Ông bầu Văn Minh còn đương ngạc nhiên há mồm ra thì vị quan to lại tiếp luôn: ngài cứ biết nghe đi đã, cái việc này rất khẩn cấp, cái thời giờ là rất ngắn ngủi. Nếu An Nam mà được Xiêm La về quần vợt thì thế nào cũng có nạn chiến tranh. Chính phủ Pháp chủ trương hòa bình, các ngài phải trông gương đó mà tránh cho bách tính lương dân cái nạn núi xương sông máu. Thôi, chốc nữa ta sẽ nói chuyện nhiều. Bởi thế giữa lúc công chúng reo ô reo a huyên náo cả một góc trời, giữa lúc viên trọng tài kêu Karang, Karang ta, Deo, Sepvis, thì thừa lúc Xuân tóc đỏ quay về với đứa trẻ nhặt bóng, ông bầu Văn Minh liền thất thanh khẽ bảo nó: thua đi, nhường đi, được thì chết, chiến tranh. Công chúng đương hồi hộp vì 7-7, 7-8, đừng mong giữ cho Hà Thành. Thì sự không ngờ, quả cuối cùng mà Xuân lốp một cái sang bên địch lại bắn bổng lên không khí rồi rơi vào hàng rào găng. Kết quả thảm khốc 7-9 ấy làm cho mấy nghìn con người la ó rầm rĩ để tỏ sự thất vọng công cộng. Nhưng một hồi kèn đã nổi lên mừng cho nhà vô địch Xiêm La và kết liễu cuộc vui, và để các đức vua và quý quan của ba chính phủ về sở toàn quyền. Khi đoàn xe hơi có cờ lần lượt đi rồi, công chúng còn đứng lại đồng nghìn nghịt. Tốp này định chia buồn với Xuân, tốp kia định trách cứ Xuân. Lại có một đám người hô đã đảo Xuân tóc đỏ nữa: cụ Hồng, Tuyết, bà Phó Đoan, bà Văn Minh. Lúc ấy thất vọng vô cùng. Những nhà chụp ảnh vây quanh Xuân để chụp ảnh. Những ông phóng viên các báo định họp nhau chất vấn cái thái độ của Xuân, vì mọi người rất lấy làm ngờ vực cái giờ cuối cùng. Quả ban ấy có phải là để nhường nhịn không? Sao tài tử Xuân, giáo sư quần vợt, mà lại đến nỗi quốc sĩ như thế?
chỗ này chỗ kia thấy những lời họ hét vang lên: "Quốc sĩ, về nhà bò, đi về nhà bò." Có một vài người Pháp cũng kêu to: "Abasun, Abasun." Thấy ở tình thế hiểm nghèo, ông bầu Văn Minh bèn cổ Xuân Tóc Đỏ trèo lên nóc cái xe hơi của bà Phó Đoan. Rồi Xuân Tóc Đỏ cứ việc lắng nghe ông bầu của nó nhắc mà diễn thuyết trước cái đám công chúng mấy nghìn người hung hăng ấy. Nhưng ông bầu lúc ấy đã say sưa về cái việc hệ trọng của mình lắm, bèn nói trước đã: "Xuân thua không phải bởi vì vô tài, chắc thiên hạ đã mục kích rất rõ. Vậy xin thiên hạ hãy bình tĩnh nghe tại sao người của tôi phải thua." Nói xong, ông lại thấy mình và Xuân la to, cho nên công chúng thấy Xuân Tóc Đỏ có cái giọng trịnh thượng của một bậc vĩ nhân như thế này: "Hỡi công chúng, mì chưa hiểu rõ những lẽ cực kỳ to tát, nó khiến ta phải đành nhường giải cho nhà vô địch Simla. Quần chúng nông nổi ơi, mì đã biết đâu cái lòng hy sinh cao thượng vô cùng." Nó vỗ vào ngực: "Nó khiến ta phải chối từ danh vọng riêng của ta đi để góp một phần vào sự tiến bộ trong trật tự và hòa bình của tổ quốc. Giữa cái giờ rất nghiêm trọng này, điều cốt yếu của người xả thân cứu nước không phải là chỉ nghĩ đến mình, nghĩa là không phải là cốt được một ván đánh quần, nhưng mà là cốt giữ cái mối thiện cảm của một nước lân bang." Nó đấm tay xuống không khí. Chính phủ Pháp cũng như toàn thể quốc dân Pháp đã bao nhiêu năm nay vẫn chủ trương và cố duy trì nền hòa bình cho thế giới. Nếu vô tình mà gây hận, nếu thí dụ có cuộc Việt Xiêm xung đột, thì cái phần thắng bại tuy chưa ai biết, nhưng mà điều chắc chắn là nó sẽ lôi cuốn cả thế giới vào nạn can qua. Cho nên ngày hôm nay ta tỉ thí không phải để tranh nhau cái thua được ở một quả quần, ta chỉ phụng sự công cuộc ngoại giao của chính phủ mà thôi. Ta, nó giơ cao tay lên, không muốn cho hàng vạn mạng người làm mồi cho binh đao, mắc lừa bọn buôn súng. Nó đập tay xuống: "Hỡi quần chúng, mi không hiểu gì, mi oán ta. Ta vẫn yêu quý mi, mặc lòng mi chẳng rõ lòng ta. Thôi, giải tán, cứ việc an cư lạc nghiệp trong hòa bình và trật tự. Ta không dám tự phụ là bậc anh hùng cứu quốc, nhưng ta đã tránh cho mi nạn chiến tranh rồi. Hòa bình vạn tuế, hội quốc liên vạn tuế." Với cái hùng biện của một người đã thổi loa cho những hiệu thuốc lậu, với cái tự nhiên của một anh lính cờ chạy hiệu rạp hát, lại được ông Văn Minh vặn đĩa kèn, Xuân Tóc Đỏ đã chinh phục quần chúng như một nhà chính trị đại tài của Tây Phương. Mấy nghìn người bị gọi là mi không những chẳng tức giận chút nào, lại còn vô cùng cảm phục, cho rằng người ta phải thế nào người ta mới dám ngôn luận tự do như thế. Cho nên Xuân Tóc Đỏ diễn thuyết vừa xong, tiếng vỗ tay của nhân dân ran lên như mưa rào. Một lần nữa, cái đạo binh các ông thợ ảnh lại xông đến gần nó. Thế rồi, ở chỗ kia, ở chỗ này, thiên hạ sốt sắng hoan hô: "Xuân Tóc Đỏ vạn tuế, sự đại bại vạn tuế." Như một bậc vĩ nhân nhũn nhặn, nó giơ quả đấm chào loài người, nhảy xuống đất, lên xe hơi, rồi mấy chiếc xe của các bạn thân của nó mở máy chạy, để lại cái đám công chúng mấy nghìn người bùi ngùi và cảm động. Khi bước vào nhà, thấy cụ bà đương ngồi bổ cau như một người ngu si, không biết rằng trong xã hội vừa có một sự can hệ đáng chép vào lịch sử. Cụ cô Hồng quên cả ho khạc, sấn sổ hỏi vặn bà vợ hủ lậu: "Bà đã biết chưa? Bà đã biết chàng rể út của tôi chưa? Bây giờ ấy à, tôi chỉ còn lo rằng xưa kia con Tuyết chưa bậy bạ cho đủ dùng với nó." Cụ bà vẫn còn ngây ngô hỏi như một người không hợp thời chính hiệu: "Thế nàng dâu của ông được hay là thua? Thằng con rể út ông được hay là thua?" Cụ cố Hồng bĩu mồm mà rằng: "Thua, nhưng mà có 5-7 thứ thua. Nó đã thua một cách đắc thắng, một cách vinh hiển. Thưa bà, xin bà làm ơn mắng tôi nữa đi. Còn rể út của bà có hiểu không? Bây giờ nghiễm nhiên là bậc vĩ nhân, một vị anh hùng cứu quốc." Cụ bà không được hỏi thêm gì nữa. Cả bọn đi xem đã kéo nhau về nhà. Tuyết bắt đầu nhìn mọi người bằng cặp mắt khinh bỉ,
Bà Phó Đoan cứ nhảy nhảy như một con choi choi. Ông Tiffaner ngồi ngay xuống để thay giày cho Xuân tóc đỏ một cách nịnh thần và nô lệ. Cậu Phước không êm chả nữa, bác sĩ trực ngôn chúc mừng ngay cụ bà. Thưa cụ, tôi xin có lời trân trọng chúc mừng cụ và cặp uyên ương. Ông bầu Văn Minh đỡ lời ngay. Vâng, việc ấy dự định đã từ lâu lắm. Riêng về cụ Hồng thì cụ nên làm gọn ngay giữa sập để hỏi đến cái bổn phận phải làm của thằng Bùi Tim. Trong khi cụ rất hăng hái, rất có vẻ cũng thể thao, cụ nghĩ đến vỡ đầu về câu bố vợ phải đấm mà cổ nhân đã nói một cách bí hiểm để cho không ai hiểu được sự tích. Thật vậy, ở địa vị cụ bây giờ, tất phải vênh váo cái mặt thì mới khỏi mang tiếng là bất hợp thời trang. Nhưng muốn vênh mặt, tất nhiên trước hết phải bị đấm đã. Ai? Cụ bâng khuâng tự hỏi. Phải, ai đấm vào mặt mình bây giờ? Cụ đánh ba cái dấu hỏi vào đấy. Thật là một vấn đề mà thời gian và tương lai mới có thể giải quyết được. Cho nên cụ bực dọc vô cùng, đã toàn nhắm nghiền mắt lại. Nhưng cụ lại phải mở to hai mắt, vì ngoài cửa thấy tiếng xe hơi đổ, rồi tiếng giày lộp cộp vang lên. Mọi người nhìn ra và hoảng hốt nữa, vì người bước vào là một ông Tây, ăn mặc lễ phục rất uy nghi kiểu nhà binh, có lon ở cổ tay và có gươm đeo ở thắt lưng kim tuyến. Ông Tây ấy nói tiếng ta như Tây Lai, lễ phép chào cả bọn rồi hỏi: Thưa các bà, thưa các ông, bản chức muốn được nói chuyện với nhà tài tử quần vợt Xuân và ông bầu. Văn Minh chạy ra cúi đầu chào và ra hiệu cho Xuân đứng lên. Ông Tây dõng dạc nói: Thưa hai ngài, bản chức là quan hầu của quan toàn quyền, vâng mệnh ngài đến quý xá đây, nói cho hai ngài biết rằng, vì cái lòng hy sinh cao quý của các ngài đã thua nhà vô địch nước Xiêm, cho nên chính phủ đã đặc biệt ân thưởng cho hai ngài hai cái đệ ngũ đẳng bắt đầu bội tinh. Cụ Hồng ngồi nhõm ngay lên, trịnh trọng gọi gia nhân: Bay đâu, bày hương án. Vị quan to giơ tay ngăn: Xin lỗi, đó mới là một tin chắc chắn của nhà nước, nhưng chính phủ chưa kịp thảo nghị định thì chưa cần có hương án. Hãy xin hai ngài chờ đợi hai hôm nữa, bản chức lại có bổn phận thông báo bằng miệng với hai ngài rằng ân huệ của chính phủ chẳng phải chỉ có thế mà thôi. Triều đình Huế và chính phủ Vọng Các lại có cái mỹ ý dành cho hai ngài, hai thứ huy chương để hai ngài. Nếu muốn thì có thể xin được ngay cho thân nhân. Ấy là một cái long bội tinh và một cái tiết hạnh khả phong Xiêm La. Lại nữa, quan giám đốc chính trị Đông Pháp có ý mời hai ngài đến tối hôm nay thì lên xơi cơm với ngài, vì ngài cho rằng nếu được chuyện trò thân mật với hai ngài thì ngài sẽ vui vẻ lắm. Xuân tóc đỏ cúi đầu rất thấp. Chúng tôi rất được hân hạnh. Văn Minh cúi đầu nói: Bẩm quan lớn, hay chúng tôi đội ơn chính phủ vô cùng. Ông quan hầu lại dặn: Vậy đến tối thế nào cũng mời hai ngài lên xơi cơm thân mật với quan giám đốc chính trị để nhận bắt đầu bội tinh và xin những vinh quang cho người nhà. Hai ngài sửa soạn ngay cho, để chính phủ Pháp chuyển sang Nam Triều và Xiêm Triều. Bản chức cũng xin có lời mừng hai ngài và xin tạm biệt để về soái phủ. Ông bầu và nhà tài tử tiễn ông quan to ấy ra đến chỗ xe. Khi chiếc ô tô đồ sộ có cờ tam tài chạy rồi, Xuân và Văn Minh quay về sung sướng đến không nói được nữa. Cụ Hồng đứng lên, cao lênh khênh giữa sập, tuyên bố: Thưa các bà, các ông, ngày hôm nay vui vẻ, tôi xin có lời trân trọng nói để các quý vị biết rằng vợ chồng tôi đã nhận lời gả con gái út chúng tôi là Tuyết cho ông Xuân. Trừ bà Phó Đoan, ai cũng vỗ tay một cách thành thực. Văn Minh đến bắt tay ông bố một cách thân mật mà rằng: Tòa tốt lắm, để tối hôm nay lên ăn cơm trên quan giám đốc, mòa sẽ xin chính phủ cho tòa cái long bội tinh. Cụ Cố Hồng bèn bá cổ ông con để hôn rồi đáp:
cảm ơn vô cùng, hân hạnh đặc biệt, tòa ăn ở đến thế với moa thì quý hóa lắm. Nhìn thấy mặt bà phó đoàn xưng xỉa như một vị quả phụ thủ tiết bị bạc tình, Xuân tóc đỏ cũng nói với mọi người: còn tôi thì, vì lẽ thấy bà bạn gái của tôi đây kia là người đức hạnh, lại có công xây ra sân quần để hâm mộ thể thao, và nhất là có cảm tình với chúng tôi, lại đã bấm bụng thủ tiết với hai đời chồng, nên tôi xin nói trước rằng tôi sẽ xin chính phủ Xiêm cho bà cái bảng tiến hạnh khả phong Xiêm La. Nói xong, nó hỏi nhạc phụ nó: thưa ba, con định như thế liệu có phải không? Không những cụ Hồng mà thôi, ngần ấy người đều vỗ tay reo lên: được lắm, đích đáng lắm. Bà Phó Đoan cảm động đến nỗi đỏ bừng cả mặt, hình như xấu hổ. Bà chỉ muốn nhảy ngay lên hôn người nhân tình đáng yêu và bí mật ấy, nhưng vì đã được tiết hạnh khả phong rồi nên không dám. Ý hẳn nghĩ rằng phải từ đây lập tức bắt đầu treo gương sáng cho các bạn gái soi chung, Tuyết đã bất đắc dĩ chạy vào ẩn sau một tấm bình phong để làm ra vẻ hổ thẹn về sự hôn nhân một cách thành thực. Cụ phán bà ngồi dưới chân cụ ông, tuy vậy cũng cứ cắm mặt xuống, hối hận về cái tội tày đình đã chót mắng mỏ con trai, chê trách con gái và khinh bỉ ông Xuân bội tình. Còn cụ ông thì cụ đã nằm xuống kéo điếu thuốc phiện thứ 96 và nghĩ cách để được bị đấm nữa thì mới thật là mãn nguyện. Những người ngồi đấy chưa ai kịp chúc mừng câu nào thì đã lại thấy một chuỗi người nữa bước vào, ai cũng vui vẻ lắm. Đó là hai thầy cảnh sát Minder và Mintoa, ông Victor Ban, sư cụ Tăng Phú, chùa Bà Banh, ông thầy số, cậu Tú Tân, ông phán Mộc Sừng, bà Tuyết Werner, rồi thấy những câu hoa văn mạnh mẽ, lấy những tư cách sẽ nói dưới đây để chúc mừng. Tôi xin thay mặt các ông chủ khách sạn đến chúc mừng. Chúng tôi đại diện cảnh sát giới đến có lời chia vui. Bần tăng xin nhân danh Đức Phật Tổ đến ban phúc lộc thọ cho. Chúng tôi mạn phép thay mặt chị em phụ nữ. Duy có ông phán dây thép là chúc mừng một cách có đặc sắc nhất, tuy rằng ông chỉ thì thào vào tai Xuân. Tôi xin thay mặt các người chồng Mộc Sừng chúc cho ông có được vợ trinh tiết. Sự chúc tụng tuy có vui tai thật, nhưng quá đa thì cũng hoa nhàm, cho nên cụ Cố Hồng tuy cứ nằm một cách lão dạ an chi mà cũng phải điếc cả tai, sốt cả ruột. Nào cụ còn thiết gì chúc mừng với ca tụng nữa? Giá ai đấm cho cụ một cái thì cụ sung sướng biết bao. Cụ đến lúc ấy rồi mà không được vênh váo thì giận thật. Thế mà nào đã hên cho đâu. Than ôi, đây kia lại một vị quý khách. Ông này vẫn quốc phục, ngực tinh những kim khánh và mề đay, lạ mắt lắm, ai thế không biết. Nhưng mà sao ông ta vừa bước vào là tự giới thiệu ngay: kính chào các bà và các ông, tôi là một hội viên hội khai trí tiến đức, lại đây với cái nguyện vọng được yết kiến quan tài tử Xuân, bậc vĩ nhân của xã hội. Xuân tóc đỏ nhăn mặt khó chịu đứng lên: tôi đây, ngài hỏi gì? Ông kia chắp tay vái chào: bẩm lạy quan lớn ạ. Xuân làm gọn: không dám, thế ngài hỏi cái gì? Bẩm quan lớn, bản hội có lời mừng quan lớn vừa mong ân chính phủ được bắt đầu bội tinh, thật là một sự vẻ vang cho đám thượng lưu trí thức. Bẩm quan lớn, chúng tôi được hội cử đi mời ngài vào hội thì thật là một sự khai trí tiến đức cho quốc dân, rất xứng đáng của người quý phái. Xuân tóc đỏ gắt cảm cạo: tôi không phải quý phái, tôi chỉ là bình dân mà thôi. Ông kia cũng vẫn cứ nhũn như con chi chi. Bẩm quan lớn, tuy bản hội cũng vẫn quý phái xưa nay thật, nhưng tôn chỉ bẩm vẫn khuynh hướng về bình dân, mà chứng cứ đích xác là bấy lâu nay vẫn có gá tổ tôm một cách bình dân y như bọn chủ sòng đấy ạ. Thấy lời tán tịnh vô nghĩa lý, không chịu nổi nữa, Xuân lại văng: thế thì nước mẹ gì cơ chứ? Ông kia lại dịu dàng: bẩm cảm ơn quan lớn lắm ạ.
Xin quan lớn cho rằng tôi lại còn là một biên tập viên trong ban soạn tự vi nữa ạ. Bản hội được thiên hạ đồn rằng quan lớn hay nói theo ngôn ngữ bình dân lắm, đại khái như mẹ kiếp, nước mẹ gì. Cho nên, ngoài việc lại mời quan lớn vào hội, cho hội mạnh thế lực, tôi phải xin phỏng vấn quan lớn để xin phép quan lớn ưng thuận cho những tiếng như thế được ghi vào bộ từ điển đương soạn nữa đấy ạ. Bất đắc dĩ Xuân tóc đỏ gật đầu lia lịa. Thôi được, tôi xin cho phép và xin vào hội để xin vui lòng ngài. Bẩm lại quan lớn ạ, cảm ơn quan lớn lắm. Thật là sự may mắn vô cùng cho bậc thượng lưu trí thức của xã hội Việt Nam. Bẩm lại quan lớn, tôi xin cáo ạ. Sau khi chắp tay vái Xuân, vị hội viên ấy khẽ nghiêng đầu chào mọi người một cách khinh khỉnh trước khi tháo lôi. Bây giờ đến lượt ông thầy số. Ông hậm hực lắm, vì từ nãy đến giờ ông cứ phải chờ mãi mọi người mà chưa được nói gì cả. Bây giờ ông nhất định đến ngồi gần cụ Cố Hồng. Ông vừa ấp úng vừa gãi đầu gãi tai. Bẩm cụ Cố, chúng tôi xin thay mặt các nhà nho chủ trương thuyết lý số chúc mừng cụ tăng phúc tăng thọ, chúc cô dâu chú rể giai lão bách niên. Bẩm số mệnh thì tôi đoán thông thạo lắm. Bẩm như số ông Xuân, chúng tôi thì cách đây 5 tháng, chúng tôi đoán trước cũng rất đúng những sự như bây giờ. Thật là con người tài cao trí cả, dưới gầm rời danh tiếng đồn xa. Cụ Hồng khẽ gắt. Rõ, cái ông này mới vô duyên, lại còn khen phò mã tốt áo. Đồng lòng thương ông thầy nghèo, Xuân tóc đỏ đỡ hộ. Thưa ba, chính thế đấy ạ, ông thầy đoán trước đúng lắm. Nhưng cụ Cố Hồng còn cần gì cậy thầy xem số nữa. Cũng như người đời, cụ thấy sung sướng đầy đủ thì thôi chứ. Hai nữa, cụ đương bực một nỗi, mãi chưa có ai đấm vào mặt mình. Bẩm cụ, số con rể cụ, ông Xuân tôi, thật là số anh hùng, số vĩ nhân. Ấy chính là khoa quyền lộc củng, vua biết mặt, chúa biên tên, lại vợ cũng đẹp, con cái cũng lắm. Ông Xuân nhà ta, tức cũng như. Thấy ông thầy số vô duyên, cứ nói lẻ nhẹ, chỉ những muốn đấm vào mặt ông ấy. Vì cái tức không được, ông ấy đấm vào mặt mình. Cụ Hồng nhắm mắt lại, hò lụ sụ lên một cách cổ điển, ôm ngực mà khạc khừ. Biết rồi, khổ lắm nói mãi.